Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, kiếm tiền online có lẽ không còn quá xa lạ trong thời buổi hiện nay, nhất là trong bối cảnh mọi hoạt động kinh doanh trực tiếp đều bị hạn chế và ngưng lại bởi đại dịch Covid-19. Và bất kỳ ai cũng có thể tăng thêm thu nhập từ cách kiếm tiền online, chỉ cần bạn có một chiếc smartphone hay laptop có kết nối Wi-Fi là đủ rồi. Tình trạng dịch bệnh Covid kéo dài đã khiến cho nhiều người rơi vào tình trạng thất nghiệp và chỉ biết ngồi chờ ở nhà. Lúc này xu hướng kiếm tiền tại nhà trở nên hot hơn bao giờ hết để giúp tất cả chúng ta có nguồn thu nhập ổn định để duy trì cuộc sống. Bạn có muốn thử sức với loại hình kinh doanh online hay không? Vậy những ý tưởng kiếm tiền tại chỗ nào có thể thực hiện ngay mà không cần bỏ quá nhiều vốn? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Kiếm tiền online tức là hình thức kiếm tiền trên mạng trực tuyến. Đó là bạn làm việc thông qua điện thoại hoặc máy tính, sau đó nhận tiền từ hình thức đó. Những năm gần đây, cách kiếm tiền trên các nền tảng online đã rất phát triển, đặc biệt là trong mùa dịch bệnh hiện nay đang kéo dài, hình thức này càng được ưa chuộng hơn. Cách kiếm tiền online đầu tiên mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn dựa trên một nền tảng vô cùng nổi tiếng trên toàn cầu hiện nay, và đó chính là xây dựng kênh YouTube của riêng mình. Kiếm tiền online từ việc xây dựng kênh YouTube không còn xa lạ trong xã hội ngày nay. Lượng người tham gia phát triển YouTube với mục đích kiếm tiền cũng tăng lên từng ngày. Điều này cho thấy kiếm tiền online từ YouTube mang lại thu nhập tốt nên có nhiều người làm. Vì có nhiều người nên mức độ cạnh tranh cũng lớn hơn. Cho nên muốn kiếm tiền online từ YouTube thì bạn phải có sự sáng tạo trong các video của mình, chọn chủ đề phù hợp và được nhiều người quan tâm hoặc yêu thích. Đừng bao giờ sao chép các video của người khác hoặc tạo video thiếu thiện cảm, gây khó chịu cho người xem. Có nhiều cách kiếm tiền online từ YouTube. Trong đó phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam là tham gia chương trình đối tác của YouTube. Ngoài ra, còn nhiều cách kiếm tiền online từ YouTube khác như thông qua network, kiếm tiền online bằng affiliate marketing, bán hàng trên YouTube, v.v. Nói chung, khi kênh YouTube của bạn đủ lượng người theo dõi như yêu cầu thì bạn sẽ có được thu nhập trực tiếp hoặc gián tiếp từ đây. Chọn thực hiện các video vui mang tính giải trí hoặc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cuộc sống. Nói chung, chủ đề để làm YouTube vô cùng rộng lớn, để bạn thoải mái lựa chọn. Quan trọng là bạn có sự sáng tạo, đánh đúng tâm lý, thị hiếu người xem thì chắc chắn sẽ có được nguồn thu nhập mơ ước. Bạn có phải là một người khéo tay và đam mê những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chi tiết và tính nhẫn nại hay không? Nếu bạn thích làm ra các món đồ handmade nhỏ xinh, thì việc bán đồ thủ công trên Etsy để tăng thu nhập cũng là một phương án vô cùng tuyệt vời đấy. Etsy là nền tảng bán hàng trực tuyến tương tự như eBay, Amazon, Shopee, v.v. Điểm khác biệt là hàng hóa trên Etsy chủ yếu là đồ handmade hoặc đồ cổ. Sản phẩm được bán trên đây rất đa dạng và phong phú như đồ thủ công, đồ mỹ nghệ, các vật dụng hàng ngày và có cả thực phẩm nữa. Nếu bạn có các sản phẩm phù hợp hoặc yêu thích hình thức kiếm tiền online này thì có thể thực hiện ngay. Ưu điểm của Etsy là chi phí thấp. Ngoài ra, ứng dụng kiếm tiền online này còn hỗ trợ người bán nhiều điểm khác như là phương thức thanh toán đơn giản, trợ giá vận chuyển, quảng cáo miễn phí, v.v. Kinh nghiệm từ những người đi trước cho thấy, yếu tố quan trọng giúp việc bán hàng online trên Etsy thành công là hình ảnh và thông tin sản phẩm. Đây được cho là bước quan trọng và đòi hỏi nhiều thông tin nhất khi bạn muốn mở cửa hàng trên nền tảng Etsy. Thông tin sản phẩm càng chi tiết càng tốt về kích thước, giá cả, giá ship đều phải rõ ràng. Hình ảnh càng bắt mắt càng có cơ hội thành công cao nhé. Ngày nay, kinh doanh offline đã là chuyện quá đỗi quen thuộc và được coi là phương thức kinh doanh truyền thống. Trong khi đó, bán hàng online mới là hình thức kinh doanh bắt trend và theo kịp sự phát triển của thời đại công nghệ số. Và nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến căng thẳng, thì việc ngồi tại nhà và kinh doanh trực tuyến qua Internet là phương án kiếm tiền tối ưu nhất, đúng không các bạn? Kinh doanh online là cách kiếm tiền nhanh chóng mà lại ít vốn. Hiện nay, có thể nói người người kinh doanh online, nhà nhà kinh doanh online. Đơn giản vì họ nhìn thấy được tính ưu việt từ cách kiếm tiền online này. Hiện tượng bùng nổ bán hàng online tất yếu dẫn đến sự cạnh tranh và niềm tin của khách hàng. Với những bạn mới có ý định kiếm tiền online từ việc kinh doanh hoặc đang còn loay hoay để thúc đẩy công việc kinh doanh thì nên nghe thêm tư vấn từ chuyên gia. Cách làm đơn giản và ít tốn chi phí nhất là làm cộng tác viên. Bạn nhận bán sản phẩm cho một đại lý hoặc một shop bán hàng online nào đó. Bạn sẽ nhận được hoa hồng khi có đơn hàng. Tỷ lệ phần trăm tùy chính sách mỗi nơi. Thấy hợp lý thì bạn đồng ý hợp tác.
Bạn đừng tưởng bán hàng online chỉ đơn thuần là giao bán sản phẩm trên các phương tiện truyền thông xã hội. Còn nhiều cách khác để bạn kiếm tiền online như một cách bán hàng. Mà sản phẩm ở đây không phải là hàng hóa. Một trong những cách hiện đang hot hiện nay là dịch vụ tăng like, tăng lượt theo dõi trên các kênh của nhãn hàng. Bạn chỉ cần bỏ công sức là chính, không cần chi phí. Cho nên đây cũng là một cách kiếm tiền online khá phù hợp với các bạn trẻ. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ nỗ lực xây dựng hình ảnh cá nhân, tạo dựng thương hiệu riêng để trở thành người có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Điều đó không chỉ giúp họ trở nên nổi tiếng, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng, mà còn trở thành một nghề nghiệp đem lại nguồn thu nhập không phải dạng vừa các bạn ạ. Chính vì thế, trở thành một influencer, người có tầm ảnh hưởng trong xã hội cũng có thể là một phương án giúp bạn tăng nguồn thu nhập online của bản thân đấy. Trở thành một influencer, người có ảnh hưởng là xu hướng mà nhiều người đang hướng tới, không chỉ là giới trẻ. Bởi vì những lợi ích mang lại cho một influencer là vô chừng và thậm chí là nhiều người còn chọn đây là một nghề chính của mình. Bạn muốn trở thành một influencer để có thêm thu nhập. Từ việc kiếm tiền online cũng không quá khó, chỉ cần đam mê và biết cách. Để trở thành một influencer thành công và có nguồn thu online như mong muốn thì bạn phải dành khá nhiều thời gian và công sức. Thời gian để bạn viết bài, tương tác với người theo dõi thường xuyên. Đặc biệt phải có óc sáng tạo để nội dung của bạn gây chú ý và ấn tượng mạnh với đối tượng khán giả của mình. Chưa hết, bạn cũng phải xây dựng kênh của mình trên nhiều nền tảng và đảm bảo phủ sóng càng nhiều càng tốt. Chọn thị trường ngách như các cách kiếm tiền online khác dành cho người mới bắt đầu cũng là lời khuyên từ chuyên gia và các influencer có kinh nghiệm. Hãy nói hoặc viết về những gì mình hiểu rõ nhất và đam mê nhất, luôn luôn là như thế. Hơn nữa, bạn cũng phải duy trì việc đăng bài thường xuyên, thậm chí có lịch cố định để khán giả của bạn dễ theo dõi hơn. Kiếm tiền online bằng cách trở thành một influencer có thể vất vả hơn các cách khác, nhưng giá trị thu nhập mang lại cho bạn có thể là con số không tưởng. Nếu có đủ đam mê, hãy bắt tay thực hiện ngay nào. Bạn có niềm yêu thích và từng nghĩ tới việc sẽ xuất bản một cuốn sách của riêng mình hay chưa? Ngày nay, không phải cứ xuất bản sách giấy mới có hiệu quả, mà sáng tác trên các phương tiện online hay các app đọc sách cũng tiếp cận được rất nhiều độc giả. Chính vì thế, xuất bản sách trên Kindle cũng sẽ là ý tưởng tạo thu nhập online rất đáng để thử các bạn ạ. Kindle hay còn được gọi là máy đọc sách. Đây là một trong những cách đọc sách online được ưa chuộng nhất hiện nay. Vì vậy, nếu bạn xuất bản sách trên Kindle thì sẽ có cơ hội thu về những khoản tiền thụ động cực kỳ hấp dẫn. Ưu điểm của việc kiếm tiền online trên Kindle là không tốn quá nhiều thời gian để học và thực hiện. Quan trọng là bạn biết cách thuê ngoài, vừa ít chi phí vừa nhanh có thu nhập từ online. Trường hợp bạn có sẵn sách thì quá tốt, chỉ việc tạo tài khoản và đăng sách của mình và chờ tiền về. Về mức độ thu nhập tiền online từ Kindle còn phụ thuộc vào chất lượng sách và mức độ cạnh tranh với các sách cùng thể loại, cùng thị trường với bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất và chiếm phần lớn khả năng thành công là sự chăm chút của bạn với công việc mình đang làm. Chọn đúng sách, hợp thị hiếu thì việc kiếm tiền online từ Kindle dễ như trở bàn tay. Còn nếu bạn thiếu sự chỉn chu trong sản phẩm của mình thì khả năng không ai quan tâm đến sách của bạn là hoàn toàn có thể. Nói chung, kiếm tiền online từ Kindle là một hình thức khá mới tại Việt Nam. Nếu bạn nắm bắt được thì chắc chắn nguồn thu nhập sẽ làm bạn hài lòng. Viết blog, hình thức kiếm tiền online hiệu quả tiếp theo mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn. Blogger trong nhiều năm trở lại đây đã được coi là nghề hái ra tiền và kiếm tiền thụ động được rất nhiều người theo đuổi, đặc biệt là các bạn trẻ. Bạn có thể xây dựng một nội dung bất kỳ cho blog của mình từ góc độ cái nhìn, quan điểm cá nhân. Đó có thể là bài review sản phẩm, mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng, sản phẩm công nghệ. Hay cũng có thể là những trải nghiệm của mình với cuộc sống, là những chuyến đi, những trải lòng của bản thân về câu chuyện và con người. Một bài viết blog được đánh giá cao là những bài viết thể hiện được những phân tích, chia sẻ của tác giả. Các thông tin trong bài có sự logic, bài viết cập nhật được các xu hướng mới và có tính sáng tạo cao, thuyết phục được độc giả. Quyền lợi bạn nhận được khi trở thành một cộng tác viên viết bài blog đó là có thể xây dựng được kỹ năng viết lách tốt trong mọi vấn đề, thu nhập từ 200.000 đến 1 triệu Việt Nam đồng. Bài viết tùy vào yêu cầu và trình độ của bạn. Tôi kiếm được 80 đô la sau 2 tháng viết blog và đến nay con số đó đôi khi lên tới 2.500 đô la mỗi tháng. Đây là chia sẻ của một bạn trẻ chọn cách viết blog để kiếm tiền online. Hình thức này hiện nay khá phổ biến ở Việt Nam và những người hái ra tiền từ viết blog cũng không ít. Nếu bạn cần có thêm thu nhập thụ động thì chọn cách viết blog là một trong những cách hữu hiệu. Theo chia sẻ của những người thành công từ viết blog thì với người mới tốt nhất nên bắt đầu từ việc chọn chủ đề mình yêu thích trước, vì đó là thế mạnh của mình và chắc chắn bạn sẽ có nhiều ý tưởng và cảm xúc hơn khi viết.
Bạn nên chọn thị trường ngách trước hơn là viết quá rộng dẫn đến không sâu và sẽ không có được độc giả cho riêng mình. Bên cạnh đó, phong cách hành văn cũng quan trọng không kém. Bạn tạo được sự đồng cảm của người đọc càng nhiều thì cơ hội thành công càng lớn. Sau khi xây dựng được khối lượng nội dung đủ lớn, bạn có thể kết hợp thêm các kỹ thuật SEO để tăng khả năng tiếp cận với đối tượng người đọc tiềm năng. Hãy thử bắt đầu việc kiếm tiền online bằng cách viết blog xem sao các bạn nhé! Nếu bạn có kỹ năng viết tốt và khả năng sáng tạo cao thì hãy làm công việc phát triển nội dung online. Đây là một công việc tiềm năng với thu nhập khá tốt. Và viết bài chuyển SEO chính là một cách kiếm thêm hiệu quả tại nhà đấy các bạn ạ. Hiện nay các doanh nghiệp đang cố gắng hết mình để cạnh tranh và đẩy thứ hạng của website công ty lên một vị trí lý tưởng. Vì vậy, các bài viết chuyển SEO chắc chắn không thể thiếu và do đó có nguồn tuyển dụng cộng tác viên viết bài chuyển SEO là rất dồi dào. Công việc cụ thể của một cộng tác viên chuyển SEO đó là nghiên cứu từ khóa và tối ưu bài viết chuyển SEO, sửa lỗi trong bài viết và đảm bảo các lỗi chính tả đã được giải quyết. Câu văn không còn lủng củng, khó hiểu và có thể mang tới những lợi ích nhất định cho người đọc. Thù lao của công việc này có thể dao động từ 50.000 đến 1 triệu Việt Nam đồng trên một bài viết tùy vào độ dài và năng lực của bạn. Và để biết thêm những cách thức kiếm tiền hiệu quả cũng như phương pháp đầu tư làm giàu, bạn hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Chúng ta không thể phủ nhận nguồn thu khủng từ việc kiếm tiền online. Thực tế, tại Việt Nam đã chứng minh điều này. Ngồi nhà kiếm tiền online không cần vốn là có thật nếu như bạn thật sự đam mê và tâm huyết với công việc của mình. Hãy bắt đầu thực hiện ngay ước mơ làm giàu từ các cách kiếm tiền online mà bí quyết thành công chia sẻ trên đây nhé. Chắc chắn các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm tuyệt vời và chúc các bạn thành công. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh trong đại dịch lần này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Bí quyết thành công nhé.